Các bạn nha, hôm nay hai anh em mình đi ra hè đi câu cá nha các bạn. Anh em mình đi làm cái món cơm quan giả nha các bạn. Nay mình đi câu cá rô hay gì hả? Đi câu cá rô. Rồi về mình khô khô ha. Về mình khô khô với mình đi hái ba cái rau mình luộc nha các bạn. Rồi vậy thôi mình đi câu đi các bạn ơi. Cá được ăn cái đôi gì dính một con các bạn ơi, cá rô bự quá bự, vừa ăn không hải, cá vừa ăn không hải. Mời thầy nãy giờ dính con cá các bạn ơi, cá rô cũng bự cũng vừa ăn lắm. Nãy giờ anh em mình đi vòng vòng câu nãy giờ cũng được chục ngoài 20 con các bạn ơi. Thôi mình đi mặn nha các bạn. Này anh em mình đang bắt cái nồi cơm lên nha các bạn. Mình sẵn đó mình hái về mình nấu nồi canh chua cá rô luôn nha các bạn. Sớm giờ mình hái được nhiều rau nha các bạn. Đủ nồi canh chua nha các bạn. Bữa nay hai anh em mình có đi câu nãy giờ được nhiêu cá đây các bạn ơi. Mình chia ra làm hai cái khô khô, cái nấu canh chua me nha các bạn. Nên tại vì cũng đi câu được buổi mà không có cá nhiều các bạn ơi. Chứ ở đây mình có mớ rau muống mới hái. Mình nấu canh chua. Có me trái nha các bạn. Nấu canh chua me trái nha các bạn. Sắp hành ra mình ướp cá. Bữa nay câu không có cá ha, hả? Câu được được nhiêu đó các bạn ơi. Bữa nay câu nước lớn cá không có ăn các bạn ơi. Không biết nó sáng nó no mồi ha. Câu dính được có nhiêu đây à? Anh em đi buổi trời á các bạn. Nhiêu đây anh em ăn chắc đủ mà. Mình đi câu mà sao nước lớn thì mình không hiểu nữa, nó không có ăn dính. Tại vì mình quay phim đó các bạn, không biết ai câu nữa các bạn ơi. Này mình ướp vô nghe các bạn. Này mình để bột ngọt. Chúc mình khô khô ha. Khô khô. Này mình khô khô. Bữa nay hai anh em mình ăn chắc sạch sành sanh cái nồi cơm luôn quá. Này mình để nước mắm vô nghe các bạn. Nãy giật chín cá rô bự. Giật chín cá rô bự nó quặt cái cần câu luôn ha hả? Ừ. Đã ha. Đây mình đổ dầu vô mình khử nha các bạn. Đổ dầu vô mình thắng nước màu mình khoi cá nha các bạn. Trời ơi nó quá sôi rồi.
biết làm không anh? Biết không biết, đầu bếp mà bạn. Mày thử màu rồi gắt im anh thử sao nó khác nhẹ. Đường quét cục cục các bạn ơi. Quá thơm. Quá thơm các bạn ơi. Ôi ôi, dạng đó. Quá thơm phức luôn. Mình rửa cho chút vậy. Rồi mình giả nắp ra nghe các bạn, mình gãy tiêu với để ớt vô nghe các bạn. Thôi, ôi giời ơi. Quá đã các bạn ơi. Sạch sạch các bạn ơi, nhìn quá hèm nha các bạn. Nhìn mình đói bụng luôn. Trời ơi, trời ơi, đã kìa. Thôi ớt đâu mà ăn gắt cái ha, rất ngon luôn. Ôi giời ơi, dưới dưới đó, trời ơi. Quá trời, thứ quá luôn các bạn luôn, siêu cay luôn. Còn để nắp cho rút nước nha các bạn. Mình bắt nó ăn chua lên các bạn. Sắp sôi các bạn ơi. Này mình sắc ớt chứ ganh chua mình để vô. Nước sôi các bạn ơi, mình vớt me ra nghe các bạn. Vớt me ra mình dầm ra rồi mình thả cá vô. Wow, năm trái me chắc chua à. Chua lắm á Hải. Sao me nhỏ me sao nó không chua? Chua không? Không chua không anh? Năm trái chua thấy bà luôn á. Đây là mình thả cá vô luôn nha. Rồi đây mình thả cá vô luôn nha các bạn. Ôi rồi cá rô. Biết. Ôi ôi. Rồi các bạn ơi, hai anh em mình chín rồi nha các bạn. Đây cái nồi cá khô khô của mình đây. Quá ngon các bạn ơi. Đây nồi canh chua nha các bạn. Anh em mình sáng giờ đi thành tích nó như thế này đây các bạn ơi. Mình anh em mình đang mới cơm bới cơm ra đi hãy cúng giấy đặt ra ông bà đây hãy ơi. Rồi mình mời các bạn dùng với mình chén cơm luôn nha. Mời các bạn ăn hãy. Tồi dữ nè. Chảo cá nè các bạn. À dạ nóng. Chảo cá quá ngon các bạn ơi. Mời các bạn ăn với mình chén cơm nha các bạn. Bạn cá ngon các bạn ơi. Nào. Quá ngon. Làm chén nè. Trời ơi. Trời ơi có cơm cháy luôn nè. Các bạn, cái rô quá chủ luôn các bạn. Ôi ơi con cá kìa. Ớt biết con cá rồi. Mình ăn cho nó phải lăn nước mắm. Còn mình phải bỏ vô chén. Mình lắm. Nè các bạn, anh em mình phái nấu đi đồng phái nấu cơm ăn thứ gì nè các bạn. Có cơm cháy á. Ăn ngon. Mình mời các bạn với mình miếng cơm cháy luôn nha. Ở ngoài đồng á các bạn đi mình nấu cơm ăn rất là ngon nha các bạn. Cá rô canh chua me nha các bạn. Mấy trái me này ở trong nhà mình đem ra đem theo á các bạn. Mình nấu. Me nó ngon lắm, ăn thử coi. Hả? Ăn nguyên luôn hả? Ừ, cái hộp một cái nha. Đừng, ngay hồi nhỏ nhỏ, hồi nhỏ nhỏ tôi á là tôi ăn canh chua dặn mẹ tôi đó ha, là nấu canh chua là để hột me lại cho tôi không á, là chỉ là ăn hột me thôi không đó ha, không ăn cơm. Tại vì nha. Cái lúc mà mình còn con nít á các bạn, mình phải ăn hột me nấu canh chua. Ta coi ta gọi bằng là lúc còn trái trâu đó ha. Ừ, trái trâu á. Các bạn, quá nào cái nấy nó quá trình nó mập luôn các bạn. Nó ú hơn tôi nữa các bạn. Cá. Nó gan bụng tôi. Cá
các bạn, cá rô bụng mới gan bụng nè. Làm thêm chén nữa các bạn ơi, quá ngon à. Không có giá rồi, mình không có giá, mình chế cái này luôn nha các bạn. Tôi lấy cái muỗng trong tôi múc luôn. Không có giá các bạn ơi. Mời các bạn với mình cá khô quẹt nữa. Khô quẹt hay khô khô? Khô quẹt khô khô, mấy thứ? Hai thứ. Hai thứ. Khô quẹt khác, khô khô khác. Khô quẹt là mình quẹt, cái này khô khô là mình gấp một cá lên mình ăn à. Rớt y nãy giờ ăn no đó nghe, còn rung tay. Nhận ớt chiên mà ăn thơm ha, nó cay mà quất à. Ớt chiên thơm quá các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn ăn với mình chén cơm đó nha, quá ngon này. Trời ơi, miếng cơm mình nhét hết luôn á. Anh em chị hết luôn á. Sạch nồi các bạn ơi. Hết nồi luôn rồi. Rất ngon. Cá rô mà nấu chua me còn gì bằng. Không có còn gì bằng chứ. Không có còn gì bằng, còn như thế nào nữa Lan ơi. À, hầu qua cả cỏ luôn các bạn ạ. À. Trong đời trời đất giờ 30 mấy năm nay chứ mới thấy tình trạng như tình trạng này đó các bạn. Thiệt tình luôn, nó ngon á. Tôi ăn hồi chắc cổng tôi vô quá hả? Bán hàng tôi lo chưa xong. Nó không có chát mà cái hộp nó ngọt ngay à. Nữa các bạn, có gì quê các bạn ghé mà hai đứa mình chơi nha các bạn, sẽ dẫn các bạn đi ăn cơm ngoài đồng nha bạn. Các bạn có muốn hai anh em mình có làm cái gì đó thì comment bình luận dưới cho hai anh em mình biết nha các bạn. Đặng hai anh em mình làm cho cái clip cho nó hoàn chỉnh hơn, cho các bạn xem cho nó vui vẻ hơn. Khi nào mà cái mặn quá. Cái khả năng của mình thôi, hai anh em mình thôi nha các bạn. Ê các bạn ơi, hai anh em ăn nãy giờ hết trơn các bạn ơi. À, không còn gì trơn các bạn. Còn rau không? Còn rau không à. Nồi cơm thì sạch luôn các bạn ơi nè. Anh Hải anh ăn thấy ghê luôn các bạn. Mình ăn không quá lại nữa. Quá nè. Clip đến đây cũng đã kết thúc các bạn ơi. Các bạn có xem qua clip này thì hai anh em mình có ra đồng đi câu cá, hái rau, nấu canh nha các bạn. Các bạn thấy clip này thì có hay thì đăng ký, nhớ đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha các bạn. Like xin chào bạn. Nhớ like cái nữa nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Bye.